Trong khi ngành chức năng khẳng định số lượng vaccine dịch vụ được nhập về từ nay đến cuối năm chắc chắn là không đủ đáp ứng nhu cầu, thì người dân lại thêm lo lắng hơn khi mới đây Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có văn bản đồng ý cho Sở Y tế tỉnh Đắk Nông tạm dừng sử dụng hơn 3.500 liều vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng 5-1 Quinvasem sau khi xảy ra tai biến khiến một trẻ tử vong. Một lần nữa, vấn đề chất lượng vaccine Quinvasem lại được đặt ra, bởi nếu không trả lời được câu hỏi này, thì nhiều bậc phụ huynh sẽ lại không đi tiêm phòng cho trẻ, dẫn đến nguy cơ trẻ dễ bị mắc bệnh. Ngày 4 tháng 9 vừa qua, Sở Y tế Đắk Nông đã có công văn đề nghị tạm dừng sử dụng lô vaccine Quinvasem sau sự cố tai biến sau tiêm chủng tại thôn Nam Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô làm bé trai hơn 3 tuổi tử vong. Trước thông tin này, một lần nữa người dân lại tỏ ra lo lắng hơn về chất lượng của vaccine 5-1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Liên quan đến vấn đề này, tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, ngay sau khi có sự cố, Hội đồng đánh giá chuyên môn đã làm các xét nghiệm cần thiết và khẳng định tử vong của em bé không liên quan đến vaccine. Thì một trong những cái nguyên tắc hoạt động của NLA là bất kể loại vaccine nào khi mà có một số cái phản ứng phụ thì trước mắt là tạm dừng cái sử dụng cái vaccine đó. Đối với trường hợp tử vong sau tiêm thì chúng tôi cũng đã có cái thông tin cũng như là cái biên bản cuộc họp của hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Đắk Nông và cũng kết luận là đây là một cái trường hợp ngẫu nhiên mà không liên quan đến vaccine. Trước thông tin vaccine 5-1 Quinvasem trong chương trình tiêm chủng của chúng ta hiện nay là do công ty Bena Biotech của Hàn Quốc sản xuất. Tuy nhiên trên thực tế đã có từ nhiều năm nay, Hàn Quốc không sử dụng loại vaccine này để tiêm chủng cho trẻ em. Điều này càng khiến cho người dân nghi ngờ hơn về chất lượng thực sự của vaccine Quinvasem. Trước thông tin này, ngành y tế khẳng định vaccine Quinvasem của Hàn Quốc hoàn toàn đủ tiêu chuẩn và hiện được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới. Bên Hàn Quốc thì hiện nay người ta đã thay đổi cái vaccine Quinvasem bằng cái loại vaccine thế hệ mới hơn. Và trong đó có cái thành phần ho gà vô bào. Thì có lẽ trong tương lai thì chúng ta cũng cố gắng sẽ sử dụng những loại vaccine đó. Tuy nhiên là hiện nay về cái nhu cầu cũng như là tức là cái nhà sản xuất ấy, thì người ta cũng chưa thể đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu của tất cả các nước trên thế giới. Cho nên là chúng ta vẫn sử dụng cái vaccine này và nó đã đạt được cái tiêu chuẩn về an toàn của tổ chức y tế thế giới thì tôi nghĩ là cũng hoàn toàn phù hợp sử dụng trong tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng cho biết thêm vaccine dịch vụ sẽ tiếp tục khan hiếm trong năm 2016 và việc nhiều người dân có tâm lý chờ đợi vaccine dịch vụ nên không cho trẻ đi tiêm chủng đầy đủ sẽ là nguyên nhân khiến cho trẻ dễ bị mắc bệnh và rất dễ xảy ra dịch bệnh trong cộng đồng. Biện pháp tốt nhất là đưa con em đi tiêm chủng mở rộng để chúng ta một cái vaccine an toàn, hiệu quả, miễn phí, mà đừng để có cái tâm lý chờ đợi, tâm lý vaccine dịch vụ và dẫn tới cái việc mà tâm lý đám đông cũng có rồi thiếu do cái sự chúng ta chưa thật hiểu biết rõ ràng về các cái loại vaccine và dẫn tới cái việc mà con em bị chậm không đi tiêm chủng. Ngoài ra, để giải đáp thắc mắc tại sao các vụ tai biến vaccine chỉ xảy ra đối với vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tiến sĩ Đặng Đức Anh khẳng định mỗi loại vaccine đều có tỷ lệ tai biến trong một ngưỡng cho phép. Hơn nữa, trên thực tế, số lượng trẻ em được tiêm vaccine dịch vụ chỉ chiếm 8%, trong khi đó vaccine tiêm chủng mở rộng chiếm đến hơn 90% trong cộng đồng.